Cái này cây lâm giò nha các bạn, cây đề, đề trắng á. Được mấy cái cốt người ta cắt chiền chiền thôi chứ không có. Cây lâm giò. Cây này bán chơi chứ tiền ship nó cũng nặng á. Thấy nó cũng nặng mà nó cũng cồng kềnh ghê. Cái này vậy chứ làm thiếu cảnh đâu, nhìn nó cũng đẹp á. Mới bứng luôn, cây này nằm trong chậu mình nhổ ra luôn các bạn. Mua cây nằm trong chậu rồi mình gọt bầu lại. Mình đo thử cái chiều cao nó coi. 48 rồi, sàn bay nó. 56, 58. Cái hoành này nó này được 39 mà. Chỗ cái eo này được 39 nè. Cái lâm dồ đề trắng á. Cái này mình bán mấy xị bao ship luôn. Em mà mua được chơi. Nhìn nó cũng lạ lạ. Nó có mấy cái chốt cành rồi nè. Cho nên nó có một cái rãnh sẹo rồi nha bạn. Còn cái sẹo này chưa liền đó. Thì mà cắt là chưa liền, thông báo là chưa liền. Cái làm dồ. Cái đề trắng. Này bán cây gò công như cây làm dồ này. Làm dồ này thấy mình thấy anh em miền Bắc là chơi nhiều, từ miền Trung đổ ra. Trong miền Nam mình cũng có chơi nhưng mà ít. Cũng ít người chơi mà. Đa phần miền Bắc là thấy mình chơi nhiều nhất. Xanh si gừa là miền Bắc chơi nhiều chứ miền Nam ít chơi. Miền Nam mình thấy họ chơi mấy chứng thủy với linh sam là nhiều nhất. Chứng thủy với linh sam như bông trang, mây vàng. Những cái đó phổ biến tùng, phân quế rồi đó. Còn miền Bắc thì xanh si gừa. Miền Nam thì khế, me. Cái này cái lâm dồ nha bạn. Cái này chỉ nặng là nặng tiền ship thôi. Ship mình nếu mà mình cái này chắc phải đóng thùng xốp quá chứ quấn phôi sợ nó gãy mấy cái cành này, cái cốt cành này cũng uổng. Cốt cành này là cắt chiền các bạn, không có uống. Chỉ cắt thôi, cắt chiền. Cắt thôi chứ không có uống. Cắt giật thôi chứ không có uống, không có đút kẹm gì uống.